Đây là sức mạnh của một con trăn đá châu Phi. Nặng nhân của nó là một con linh cẩu nặng 68 kg. Linh cẩu to lớn đã không còn sự sống. Con trăn thông qua vòng xiết để cảm nhận nhịp tim của con mồi, nên con mồi dù có khôn đến mấy, muốn giả chết để thoát cũng không được. Giờ con trăn này chính thức bước vào bữa ăn. Nhưng sự việc này làm cho các nhà khoa học rất kinh ngạc, vì hai mảnh thú săn mồi này luôn tìm cách tránh nhau. Thậm chí trăn đá còn bỏ chạy gấp khi thấy linh cẩu. Linh cẩu là loài có tính xã hội cao, rất khôn và giàu sức mạnh. Nó luôn biết cách đối đầu và cướp mồi từ bất kỳ con trăn đá nào. Theo các nhà khoa học, có lẽ con linh cẩu xấu số này đã ngủ quen, nên con trăn đá mới có cơ hội tấn công bất ngờ. Những vòng xiết của con trăn chính xác đến 100%. Nói chung là con trăn không có bất kỳ một sai sót nào. Bởi chỉ cần một chút thiếu chính xác, linh cẩu có thể dùng móng vuốt cào nát đầu con trăn. Nên đây là cuộc săn hoàn mỹ, con trăn mới hạ gục được linh cẩu. Con trăn đá này dài 4 mét, rất khỏe, nhưng vẫn chưa phải là con trăn lớn nhất. Oh my god. Con trăn đá lớn nhất có thể dài hơn 8 mét và nặng 100 kg. Với những con trăn đá thực sự khổng lồ thì ở lục địa đen, phần lớn báo hoa mai mới dám săn chúng. Báo hoa mai là loài nhanh nhẹn nhất trong họ mèo, kỹ thuật săn mồi đỉnh cao và rất linh hoạt. Nó luôn biết cách thoát khỏi đòn xiết của con trăn, sau đó nó sẽ dùng móng vuốt sắc bắn tập trung tấn công vào phần đầu trăn đá. Giàu sức mạnh, dẻo dai, nhanh nhẹn và tinh khôn, báo hoa mai luôn có cách biến trăn đá khổng lồ thành bữa ăn của mình.